Xin giới thiệu tất cả quý vị và các bạn, công ty thiết bị y tế Quang Vinh của chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng máy đặc trị về cơ xương khớp, đó là máy xung kích hay gọi là máy Shockwave. Máy này thì chuyên biệt của nó là đặc trị về thoái hóa, thoát vị, viêm các điểm bám gân, viêm dây chằng, chấn thương cơ, viêm gân gót asin, viêm khớp háng. Đấy là những cái đặc trị cao cấp nhất của dòng máy về máy xung kích. Hôm nay công ty chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng máy, đó là máy xung kích SPK14. Đây là toàn bộ cái phần máy, phía dưới là chân máy và phía trên cùng đây một cái cặp, đó là các cái phụ kiện, các cái đầu bắn đạn, các cái dầu mỡ, các cái nhíp và các cái đầu để tháo khi chúng ta thay thế các cái đầu điều trị. Thì về máy thì khi đây là chúng ta sẽ cắm dây, đây là cái súng điều trị nhé. Súng này rất là đắt tiền và rất là quan trọng. Chúng ta sẽ cắm cái đầu dây vào đây. Bỏ màn hình ra. Màn hình cảm ứng nhá. Chúng ta có vừa có màn hình cảm ứng và có thể điều chỉnh trực tiếp vào màn hình và có thể dùng nút để điều chỉnh. Sau khi chúng ta đã chuẩn bị sẵn máy xong thì chúng ta sẽ bật nguồn lên. Phía sau đây nó sẽ có cái nguồn, công tắc nguồn. Chúng ta bật công tắc nguồn lên. Đó, đây là công tắc nguồn. Thế còn đây là cái bình lọc nước, không khí nó sẽ qua đây để nó vào súng. Như vậy là cái bình này nó sẽ lọc tất cả các cái hơi nước ở đây. Thế nên là cái bình này lưu ý với anh em là khi sử dụng nó có nước ở đây thì chúng ta ấn cái rốn ở đây, nó có một cái rốn khóa. Chúng ta ấn lên đỡ cái khăn ở dưới, nước sẽ chảy ra đây. Và đây là giao diện, toàn bộ giao diện của cái máy xung kích. Khi chúng ta bật lên thì nó có giao diện đòi hỏi, nó hỏi mật khẩu. Thì mật khẩu ở đây chúng tôi cài đặt mặc định là 6 số 0. Sau khi chúng ta sẽ nhập password xong rồi ấy, thì trên máy nó sẽ xuất hiện 10 các cái 10 vị trí điều trị khác nhau. Và đặc biệt lưu ý với các bạn, tôi nhấn mạnh đó là cái bản mới nhất 2019 của chúng tôi có tích hợp thêm cái chức năng điều trị yếu sinh lý cho đàn ông. Đây là chức năng điều trị yếu sinh lý, xuất tinh sớm hoặc là không có khả năng xuất tinh rồi, vân vân và vân vân. Đây là cái khả năng điều trị, tôi sẽ nói sâu về cái vấn đề này sau. Đồng thời trên này nó sẽ xuất hiện các cái vị trí như khớp khuỷu tay, khớp gối, khớp vai, khớp háng, bộ phận sinh dục nam giới, xương cùng chậu, khớp cổ tay, thắt lưng, cổ chân và chức năng điều trị giảm béo. Đây là tất cả các cái chức năng của một con máy xung kích. Thì chúng ta khi sử dụng một cái vị trí nào đó, tôi giả sử chúng ta điều trị ở khớp khuỷu tay, bệnh nhân bị viêm điểm bám gân hoặc là viêm khớp khuỷu tay, chúng ta ấn kích vào đây. Thì kích vào đây, màn hình trên màn hình này nó sẽ cho phép đầu điều trị, đó là đầu số 2 và số 3. Đầu số 2 và đầu số 3. Trên này đây là đầu số 2 và đầu số 3. 1, 2, 3, 4, 5. Thì đầu số 2 và số 3 sẽ là đầu được điều trị. Thì tôi giả sử đây là cho phép là đầu số 2, thì chúng ta sẽ thay đầu số 2. Chúng ta dùng dụng cụ để thay. Ta mở đầu này ra. Đây là đầu số 5 nhé bạn nhé. Đầu này thì dùng các cái khớp lớn như là khớp thắt lưng hoặc là khớp háng. Đây, tôi thay đầu số 3. Các cái đầu này thì bảo phân biệt vị trí xung mấy. Thì theo thứ tự nó sẽ từ đầu nhỏ nhất cho đến đầu to nhất, thì có 5 đầu thì theo thứ tự nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5. Tôi sẽ lắp cái đầu số 3 vào. Đây là đầu số 3 nhé. Khi ta lắp đầu số 3 xong, chặt bằng tay rồi, chúng ta sẽ dùng cái đầu nhỏ, cái đầu nhỏ này để siết nó vào. Thì nếu như các bạn siết không chặt thì khí nó thoát ra, cái viên đạn nó không hoạt động, nó sẽ không có tác dụng điều trị. Siết chặt lại. Đó. Sau khi chúng ta đã thay đầu điều trị phù hợp với cái vị trí điều trị thì chúng ta sẽ nhìn ở dưới này, nó sẽ cho phép đầu số 2, số 3. Liệu trình điều trị là từ 5 đến 7 buổi là sẽ dứt điểm. Cái thứ hai là số lần nhắc lại là từ 5 đến 7 ngày, chúng ta sẽ nhắc lại trên cái vị trí điều trị. Máy xung kích không phải là điều trị liên tục trên một vị trí, ngày nào cũng điều trị. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi cài đặt cái tần số. Cái tần số này nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ lông sâu của từng vị trí điều trị khác nhau. Thì vị trí càng sâu thì tần số nó càng lớn. Ví dụ như là đây,
dưới 10 thì là các khớp nhỏ, còn trên 10 trở lên thì các khớp lớn. Và thứ hai, sau khi chúng ta đã sẵn sàng như thế rồi, cái dòng thứ hai là dòng năng lượng. Cái mức năng lượng này chúng ta sẽ điều chỉnh tùy theo cái sức chịu đựng của từng bệnh nhân và theo cái vị trí điều trị, thì chúng ta sẽ điều trị cái mức năng lượng nó sẽ tăng dần. Bây giờ mức năng lượng ở đây nó sẽ là 1.0, tối đa nó sẽ là 8.03, bây giờ nó sẽ là 1.0. khi chúng ta cho máy chạy thì chúng ta sẽ bắt đầu tăng dần cái mức năng lượng này lên để làm sao cho bệnh, và chúng ta sẽ hỏi bệnh nhân là có vừa với cái nguồn điện vào chưa. Khi bệnh nhân ok rồi thì chúng ta sẽ điều trị. Bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng. Khi máy này sẵn sàng thì là đầu nó vẫn chưa điều trị. Đó, tôi giả sử là bây giờ tôi cài đặt tần số là 12, mức năng lượng tạm thời tôi để 0 và tan nữa tôi sẽ tăng cái mức năng lượng này lên. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng và tôi bắn vào khớp tay cho một bạn ở đây. Em đang ngồi. Khi chúng ta bắn thì chúng ta sẽ sử dụng cái gel nhé bạn nhé. Cái gel này thì là các gel siêu âm hình ảnh, siêu âm sản hay là gel để siêu âm điều trị. Thì chúng ta cho gel vào cái vị trí cần điều trị. Ví dụ như đây là chúng ta dùng khớp khuỷu tay nhé. Thì chúng ta cho gel ở đây thì chúng ta cho rất ít. Nó không giống như là gel siêu âm bên hình ảnh. Chúng ta sẽ không cho nhiều. Vì cho nhiều thì tránh cái tình trạng là cái gel này nó sẽ tràn vào đầu điều trị. Nó rất dễ gây hỏng. Và hỏng thì đương nhiên là rất là tốn tiền. Sau khi máy nó đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ đưa vào hướng vào đầu điều trị và chúng ta sẽ bấm cái nút đây. Chúng ta sẽ bấm vào nút đây và máy nó sẽ hoạt động. Nó sẽ tạo ra tiếng kêu. Chúng ta cầm máy nhé. Và chúng ta sẽ di đây. Điện vừa cho em. Vừa rồi. Đây giả sử là bệnh nhân này là thấy hơi vừa, chúng ta để đấy. Còn nếu mà nhẹ thì tăng ở đây lên. Đó, chúng ta sẽ tăng lên. Các bạn nghe cái tiếng nó khác hẳn nhé. Đó, cái mức năng lượng này nó sẽ tác động vào rất sâu. Nó phá vỡ các cái sợi cơ, canxi sơ hóa sợi cơ, các cái viêm nhiễm, đồng thời nó thúc đẩy sản sinh collagen, giảm đau, chống viêm, tăng cường tuần hoàn, sản sinh sợi collagen, phá vỡ các công thức canxi hóa rất nhanh. Chúng ta sẽ điều trị quanh khu vực này. Em lấy rửa đi. Thì khi chúng ta chạy này thì trên máy nó sẽ có quy định tối thiểu là 2.500 xung trên một lần điều trị. Một lần điều trị nghĩa là tại một vị trí này. Thì khi hết 2.500 xung thì máy nó sẽ dừng lại. Và khoảng 4 ngày đến 5 ngày sau thì chúng ta mới nhắc lại. Thì 4 đến 5 ngày sau chúng ta mới nhắc lại điều trị lại vị trí này. Chứ không phải ngày nào chúng ta điều trị vì cơ thể có thời gian để tái